Chào mừng các bạn đã quay lại, giọng mình chậm, các bạn muốn hay hơn tăng chế độ 1.25, hay hơn thì 1.5 nhé, bộ nào hay thì để lại tên mình sẽ là... Trung sinh, tôn giấc mà thế, ta virus vườn vườn, tập 5. Ồ, trong sinh vật này lại có những nguyên tử huyết mạch đặc biệt có thể lựa chọn tiếp tục thôn phệ và bài trừ hoặc là hấp thụ việc nguyên tử huyết mạch sẽ có ảnh hưởng tới tác động đến virus ác quang và cơ thể. Ác mà hay thưởng cho cái đám tỳ xà huyết mạch nhi. Bài trừ hết cho tôi. Nhắc nhở, bạn đã thôn phệ sinh vật đặc biệt và nhận được 500 điện tiến hóa dành riêng cho virus hắc quang. Nhắc nhở, kết hoạt nhận được khả năng hấp thụ của các kỹ năng của mục tiêu, nhận được kỹ năng ngục hỏa, phân thân A cấp. Nhắc nhở nguyên tử huyết mạch được bài trừ để trở thành đạo cụ. À, mô tả nguyên tử huyết mạch, vật phẩm tình hòa huyết mạch yêu ớt của ma quỷ, loài A, đạo cụ loài dược phẩm, được ngân tụ trong cơ thể của huyết mạch ma quỷ. Sau khi thôn phệ, có thể thu mua được huyết mạch của ma quỷ yêu ớt, yêu cầu sử dụng sức mạnh tinh thần 20, thể chất 20. Và đây chính là nguyên tử huyết mạch sao? Việc bài trừ nó vậy mà lại biến nó thành một đạo cụ cơ à? Mình còn cho rằng nó cứ thế sẽ bị mất đi chưa? Ừ? Cách chuyện gì thế? Con mốt này nó rớt ra muốn đồ gì tốt không đây? Nhiều lắm, rất nhiều cực luôn. Có quyển trục chuyện chức địa ngục sứ giả cấp A nè. Lại còn có sách kỹ năng địa ngục hát viêm, còn có cấp A nữa chứ. Ngoài ra còn có cả bạn thiết kế áo giáp và một trang bị cấp D nữa đó. Địa ngục hồ hám bàn về chất tạo chi tiết về sừng của một dường nhân. Vật liệu cần thiết chế tạo áo giáp cấp sơ 5. Sừng đầu của ma quỷ thần chủng một cái, địa ngục thẩm viên, chi hỏa, tinh thạch, hắc ám một viên. Lưu ý, cấp độ của thành phẩm được xác định bởi vật liệu và một khi sừng của một dường nhân cấp S xuất hiện thì chỉ có một cơ duy nhất còn mai có thể và sau đó làm ra sừng hoặc là một tiêu dường nhân cấp S được nữa. Sừng đầu của ma quỷ thần chủng ừ, vừa khéo mình biết được ở đâu có một có thể lấy được cái này rồi. Bản vẽ này của tôi sẽ lấy nó. Còn một viên trục diện chức thì giao lại cho hàng tiếu, người có huyết mạch ác mà. Kỹ năng thì cho mộng mộng. Ôi nha, vừa nãy thì cũng có ra tay hỗ trợ thì trang bị cho cậu. Ôi vậy thì cảm ơn bà đi nhé. Phần phối từ lợp lý, bà đi quá siêu rồi đi. Bước cuối cùng chính là giúp tôi tìm ra manh mối của nhiệm vụ. Tiểu hàng à, tôi trước hết thì xin đừng ở đây cảm ơn các vị đã ra tay trợ giúp. Phòng viện trưởng, không gian mộng ảo, mà đùa, bên trong phó bản bệnh viện tâm thần, hồng tình, văn phòng viện trưởng tầng 4. Tôi nghĩ manh mối có lẽ là nằm ở đây. Trừ khi viện trưởng ma quỷ còn có một căn phòng bí mật khác. Mở nó, đây là... Bức tường này vậy mà lại có khí thế mạnh mẽ như thế này sao? Đây là lỗ ma quỷ gì vậy? Đây là kiệt phái vị thần thứ 16 trong số 72 vị thần trụ cột của Solomon. Là chủ nhân trong miệng của triệu trường làm đấy. Mà lý do tại sao bức tường này lại có sức mạnh như vậy? Đó là bởi vì kiệt phái đã xâm nhập vào bức tường này dưới một hình thức nào đó. Thật là thú vị đấy. Không biết là liệu... tên viện trưởng này có thể tìm ra được cách triệu hồi con quỷ này nữa hay không đây? Thời gian đại khái cũng là 100 năm về trước. Có một người phụ nữ họ Hàn, phái lồng hình bóng một kiệt phái ở Lâm Tình. Cỡ từ đó thì mỗi thế hệ nhà họ Hàn đều sinh ra một cặp sinh đôi, một rồng một phượng. Trong đó, khi người con gái trưởng thành sẽ vinh viễn sinh sống tại nơi đây và trở thành tần nương của kiệt phái. Ngược lại thì người con trai lập gia đình lấy vợ sinh con mà không hề hay biết. Không gian mộng cảnh ma đồ bên trong bệnh viện tâm thần Hồng Tình, phòng viện trưởng tầng 4. Mười mấy năm trước thì cha của Hàn Tiếu không biết từ đầu biết được chân tướng truyền thừa của Hàn gia. Vì thế tôi gọi số phận, về để tránh cho con gái bị buộc phải sống ở trong bệnh viện tâm thần này suốt đời, để phục vụ một con ác quỷ.
thì ông ấy đã lựa chọn cách giết chết đứa con gái khi vừa mới sinh ra. Triệu Trường Lâm đã phát hiện ra và ngăn cản Hàn Dũng, sau đó thì báo cáo sự việc cho Kiệt phải. Hàn Dũng cũng bị tức độ đi huyết mạch bởi vì sự phản bội này. Sau đó thì em gái của Hàn Tiếu bị Kiệt phái bắt đi và nuôi dưỡng lớn lên. Hiệu trưởng Lâm cũng là vì thế mà nhận được huyết mạch tà ma như là một phần thưởng. Chiêu trường Lâm cũng vì thế mà nhận được huyết mạch tà thần như một phần thưởng. Đây, đại khái là nội dung của cuộc nhật ký của một vị trưởng khoa điên khùng này. Phần lớn đều ghen tị với huyết mạch của Hàn gia và chuối Hàn gia là dùng ngu ngốc. Ngoài ra, còn lập công và được khen thưởng trong suốt một thời gian dài tuyên thệ trung thành. Lại có thể tập hợp những thứ này lại với nhau, đã là cực hạn rồi. Sau khi lão đại Mộng Mộng nói xong, thì tôi đã nhận được nhiệm vụ tiếp dõi và theo rồi. Cảm ơn Mộng Mộng mà lão đại nha. Anh nói thật thì khi tôi đọc được những cái dòng này đã cảm thấy rất là đau đớn, nhưng mà cũng may nhờ các cô đó. À đừng cách sao mà, tôi vẫn thích làm manh mối tìm theo cách này. Sư phụ à, anh vừa bước vào để nghiên cứu bức tượng này ngay từ đầu rồi, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có rồi. Đây là mọi nó căn phòng bí mật kìa, vẫn còn thứ ẩn giấu sao? Ở độ cao này thì chúng ta đã đi từ tầng 4 xuống lòng đất rồi có phải không? Ít nhất thì 2 đến 3 tầng ở dưới lòng đất rồi. Tôi đã đếm số bậc ở đây rồi. Chắc là sẽ tới nơi rồi đó. Nếu như tôi đoán đúng thì bên dưới chắc sẽ là nơi mà Triệu Trường Lâm triệu hoán Kiệt phái, hoặc là nơi liên lạc với các Kiệt phái, hoặc là nơi cúng tế cho Kiệt phái. Mùi máu ở đây cũng nồng tanh quá. Sư phụ à, anh đang tìm kiếm gì vậy? Tôi đã mở hút và chia sẻ rồi cho các người tự xem đi nhé. Hạ tâm truyền tống trần địa ngục, đạo cụ đặc biệt là tầm được khắc đầy đủ trần pháp địa ngục, có thể dùng để kích hoạt phò bản của bệnh viện tâm thần. Hồn tinh đã triệu tập trần pháp kỳ thái yêu cầu hiến tế 16 sinh mạng cùng với linh hồn và mẫu. Chú ý, vật phẩm là duy nhất. Lưu ý, ma thần được triệu hoán bị giới hạn bởi quy tắc của phó bản, đẳng cấp sẽ bị giới hạn ở cấp 12. Sau khi triệu hoán thì độ khó phó bản này sẽ tăng lên thành cấp địa ngục. Triệu hoán ma thần sao? Ôi, có những cơ hạn chế và cấp độ sau khi triệu hồi. Đó có phải là... Sư phụ à, nếu như chúng ta triệu hồi ma thần rồi giết chết thì chẳng phải chúng ta phát tài ra con gì? Tôi mới là cấp 8, mà còn các người cấp 5 ạ, cấp 4, sắp sửa cấp 4 rồi. Đúng thì đấy, triệu hoán xong thì mấy người sẽ chết ngay lập tức đấy. Cấp độ không quá 10, không có chức nghiệp cũng như trang bị. Các người lấy dụng khí ở đầu ra mà rồi giết ma thần cấp 12 đó hả? chẳng phải còn có ngài Bạch Đứa, ngài đang ở đây sao? Có tôi thì cũng đâu có được. Có sự lựa khác biệt rất lớn giữa một ma thần và một ma thần có huyết mạch pha loạn. Mấy người đã biết điều này rồi phải không nhỉ? Để khi đại đạt tới đẳng cấp giới hạn của phò bản, rồi nhận được chức nghiệp sau đó thì hạn tới đây đi. Thế lần tới nhất định là phải dắt tôi theo đó nha, các vị đại lão à. À điều nhất định sẽ ưu tiên cầu đó. Vậy là phó bản này đã kết thúc rồi. Mọi người muốn làm gì nữa không? Các vị đại lão à, tôi còn một chuyện chưa được rõ ràng cho lắm. Ác ma đời sau còn có một người em gái nữa. Tôi đang tự hỏi liệu những thứ này có xuất hiện đột ngột khi ngày tận thời gian làm hay không không nhỉ? Tôi không biết nó đến từ hư không hay là nó luôn tồn tại, nhưng mà ngay bây giờ thì chắc chắn bọn họ đang tồn tại. Mà tại sao cậu đột nhiên lại hỏi điều này? Cậu có nhớ điều gì đã xảy ra với ba của cậu trước ngày tận thế giáng lâm không? Không đâu.
Quan hệ của chúng tôi bình thường cũng không được thân cho lắm. Thế nhưng tôi thấy thì ông ấy chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Cuộc đời của bố tôi không có gì đặc biệt cả. Điều bất thường nhất là ông ấy đã trở thành một tàn thi khác hẳn với những người khác. Là tàn thi ác ma sao? À, cái đó cũng khét quá rồi đấy. À không, không phải. Mà là có quan hệ với ác ma gì cả. Ông ấy đã biến thành một thầy mà dịch bệnh được bao phủ bởi những màu mảng bám màu tím và xanh lá cây. Những thứ đó mang lại cho tôi cảm giác hoang mang cực độ, tới nỗi mà tôi không dám chạm vào một chút nào cả. Cũng là vì điều này mà tôi buộc phải nhanh chóng nắm được khả năng điều khiển đồ vật bằng tinh thần lực. Có thể coi đó là lời dạy cuối cùng của bà dành cho tôi đó. Tàn thi dịch bệnh sao? Ừ, chắc là có vấn đề với nhà máy hóa chất nơi bố tôi làm việc đấy. Đồng nghiệp của bà tôi ở trong tiểu khu thì cũng có những vết bám trên cơ thể. Nhà máy hóa chất đó có lẽ có liên quan tới nhiệm vụ của giáo phái dịch bệnh cấp F7. Tôi rất có hứng thú với công xưởng hóa chất đó. Đến lúc mà tôi tới mà đùa thì phiền cậu dẫn tôi tới đó một chuyến nha. Dạ được, được, được mà, đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Bà đây à, tôi có một số câu hỏi liên quan tới năng lực. Được, được mà, nếu như cậu có bất kỳ một câu hỏi thông thường và thông tin nào thì cậu cũng có thể nhân cơ hội này nói ra cho chúng ta biết để cùng giải quyết đi. Lần này thu hoạch không tệ nhỉ, mình vậy mà lại có được một số manh mối về nhiệm vụ của chúa tể bệnh dịch. Giang Thành, ở một khách sạn nào đó, phòng ngủ trên tầng 15, số 03. Ê, các cậu làm sao thế? Bạch Trần à, Trần Bạch à. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải tôi đã bảo các cậu không được vào phòng của tôi sao? Và tôi đã xảy ra rất nhiều virus đỡ ngăn ngừa những tai nạn ngoài ý muốn đấy. À, hiện giờ tôi đã có hơn 20 bút tiêu cực giống như là bệnh tật đó. Toàn bộ 30 thuộc tính của tôi đã trở về số 0 rồi. Trần Bạch đã đáng chết này. Cậu có thuốc giải không? Vừa nãy tôi đã loại bỏ một số virus trên cơ thể của mấy người rồi. Thuộc tính thì qua một lát nữa sẽ hồi phục đấy. Mà các cậu nghi ngờ trước ở đây đi. Trong khi tôi qua đi đưa tượng cái gì nhỉ? Ra nước ngoài. À, ra ngoài trước. Trần Bạch à, tưởng là bình cậu ta thật ra muốn giết cậu đó. Giết tôi sao? Lý do của cậu ta là gì cơ? Nguyên nhân và hắn, là hắn và Lý Phong không tin vào cứu địa mà cậu nói là có thật. Sau đó thì để xác minh, tôi đã nhờ Tống Ca quay một video gửi qua. Nhưng mà không ngờ Tống Ca cô ấy. Sự việc chính là như vậy đó. Sau khi bị tôi từ chối thì anh ta đã gào tên của cậu rồi lao tới muốn giết cậu, nói là tất cả các vấn đề này sinh ra sau khi cậu tới đây, chỉ cần giết được cậu thì mọi chuyện sẽ ổn định trở lại. Anh ta có phải là một kẻ ngốc không? Đây là cái loại rối rít gì chưa? Anh ta chỉ là một tên não tàn mà thôi, lại còn suốt ngày đe dọa người khác với là tôi tiếp xúc nữa. Nó thậm chí là còn khiến cho người bạn thờ ấu của tôi cũng phải nghỉ học. Nếu như Tống Ca không bảo vệ tôi mới khiến cho hắn ta không thể dùng những thủ đoạn đã ép buộc những cô gái khác dùng với tôi được, thì chắc chắn tôi đã bị anh ta hủy hoại từ lâu rồi. Bị mắc kẹt trong khách sạn này vì hắn ta thì những ngày của tôi đã kéo dài như năm tháng. Cùng mày thiên phú của hắn ta không mạnh nên không thể ép buộc được tôi. Cậu có biết không Bạch Trạch, tôi thấy bây giờ cậu rất mạnh mẽ. Lại còn thực sự rất vui mừng khi biết được Tống Ca vẫn còn sống. Tưởng là mình đã bị mắc kẹt trong bẫy của bạn lâu như vậy, thì liệu hắn có chết trong đó không? Không đâu. Một số lượng lớn virus tông thường chỉ làm suy yếu đặc tính một cách nhanh chóng, nhưng mà cũng phải mất một thời gian để chúng chết đi đấy. Vậy thì tôi có một biện pháp. Cô muốn làm cái gì? Tôi công hòn hắn ta đến cùng cực, tôi muốn khiến cho hắn
Phải chết mà không nhắm mắt được. Muốn chọc thương hắn ta thì chắc là một nụ hôn đã đủ rồi đúng không? Đủ rồi, cậu có đang nghĩ cái gì nữa hả? Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đó. Hai ngày sau, trong khu rừng ở vùng núi ngoại thành Vũ Sương, Tử là muốn gọi điện thoại trò chuyện riêng tư. Có chuyện gì thế? Hãy để tôi báo cáo tình hình một chút. Người của chúng ta đã đón Thi Vi và những người khác ở học đường xong rồi, hiện giờ đang quay trở lại. Làm tục lắm. Thư phòng tại biệt thự trên đồi núi của Tống Tử Kình. Còn một chuyện nữa, những ngày gần đây có rất nhiều người trên diễn đàn tiếng hóa đang thảo luận về một nhóm trò chuyện bí ẩn là nơi tập hợp của các cao thủ. Có tương truyền rằng cậu đang là nhóm chuyện trách đó, và nhóm gồm toàn những thức tình giả thiên phú của mình cách đây không lâu được gọi là người tiên phong. Chuyện này có thật không đó? Nhóm trò chuyện số 001 sao? Đương nhiên rồi, cô quên bài tôi nhờ cô quảng cáo mấy ngày trước rồi à? Vậy chẳng phải sau này bao nhiêu là cao thủ như thế sẽ ra sức cho chúng ta còn gì? À đúng rồi, chúng ta nên làm gì với cái bài đăng ở trong nhóm trò chuyện số 001 của diễn đàn tiến hóa thế nhỉ? Cô đừng còn quá lo lắng về điều này. Bây giờ tôi sẽ đưa ra quyết định khi đọc bài viết. Bây giờ chỉ cần gửi cho tôi tiêu đề của bài viết với mức độ thảo luận cao hơn là được. Được, lập tức sắp xếp ngay. Một bài đăng trước tận thế lại khẳng định người tự xưng là Bạch Đế đã viết trước cuộc thí luyện vũ trụ sắp diễn ra, phân tích video giải thích của Bạch. Rất nhiều cao thủ thực sự là thành viên của nhóm trò chuyện, vì đã có quái vật trước thử thách diễn ra nên có thể sẽ là người tiến hóa. Chủ nhóm trò chuyện số 002 cho biết từ kinh nghiệm của bản thân có khả năng cao là nhóm trò chuyện số 001 đã tạo ra trước khi thí luyện diễn ra. Có vẻ như đã đến lúc bắt đầu nhóm trò chuyện số 001 rồi nhỉ? Điều này không chỉ có thể đạt được ảnh hưởng và quyền lực to lớn, mà lại còn có thể cho các thành viên trong nhóm có được cảm giác vinh dự tập thể nữa. Về sau, sẽ thuận lợi hơn khi thu phục các cao thủ trong nhóm nữa. Hệ thống nhắc nhở, bạn nó vào bi cảnh thôn trang của tín ngưỡng tà ma. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Ở kiếp trước, mình đã tìm được bi cảnh của nhiệm vụ chức nghiệp thợ săn tà ma chuyên nghiệp cấp S. Nhiệm vụ ngăn cản dân làng triệu hồi tà ma đồ khó cấp D. Tất cả những người tham gia sẽ được thưởng 500 điểm kinh nghiệm sau khi hoàn thành và có thể rời khỏi bi cảnh. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt tất cả dân làng bị ô nhiễm đồ khó sợ. Tất cả những người tham gia sẽ được thưởng 1.500 điểm kinh nghiệm sau khi hoàn thành và có thể rời khỏi bi cảnh. Nhiệm vụ 3, tiêu diệt tà ma do dân làng triệu hoán, giết tất cả dân làng bị ô nhiễm đồ khó S. Tất cả những người tham gia sẽ được thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, nhận được một lọ tà ma huyết mạch cấp thấp, cấp sơ. Mọi người à, chúng ta chỉ còn tiến vào bi cảnh này, rồi hoàn thành nhiệm vụ số 2, sau đó sẽ thoát ra. Trang bị rời ra trước, thiết lập bằng chức năng nhóm để trở thành điểm rồn công bằng. Nếu như không rồn được thứ gì, thì vẫn có thể thưởng được bằng kim tệ. Trần nghĩ cô. Ai cường cả tôi tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thi đâu. Kiếp trước đã kiếm được chút kim tệ mà đã tin vào những lời nói dối của cường ca. Hắn ta cũng đã tham gia vào đội của mình tiến vào bi cảnh này. Nhưng mà không ngờ tên cường ca đó lại cố tình bắn trượt. Sai lầm của hắn đã khiến cho dân làng triệu hồi cái đám tà ma. Nhưng hắn ta lại dắt theo đồng đội của mình và rút lui khỏi phạm vi chiến đấu. Mục đích của hắn là dùng mạng sống của chúng ta để làm suy yếu đám tà ma đó. Các người chỉ có một con đường sống mà thôi. Đó là làm suy yếu con quỷ đến mức ta hài lòng. Khi mọi người nhận ra đây là một cây bẫy, thì cái tên cường ca đó đã sắp xếp bao vây chiến trường, giết chết không thương tiếc những người tiến hóa muốn trốn thoát.
Tên cường cà đó đã chiêu mộ gần 100 người, tất cả đều là những người độc hành và những nhóm nhỏ đang chọc vật sinh tồn ở gần đó. Không một ai có tổ chức kháng cự được hiệu quả kịp thời được. Và có rất nhiều người đã chết vô ích dưới sự sòng sát của đám tà ma và tên cường cà kia. Không ghi nhận ra sự thật là không có lối thoát, thì những người còn lại chỉ có thể quay lại chiến đấu chống lại tà ma mà thôi. Vùng vẫy tìm tia sinh cơ đó đã hoàn toàn không tồn tại. Các anh em có thể sống lên được rồi đó. Cho đến khi người cuối cùng ngã xuống, tên cường cà đó mới dẫn đầu toàn đoàn tiến vào tiêu diệt con quỷ mệt mỏi. Nhưng mà hắn không có ngờ tới là mình vẫn còn sống. Mình biết rằng nếu như bị phát hiện thì sẽ bị diệt khẩu. Vì thế mình đã im lặng. Nên khi bọn họ đánh nhau, khó khăn lắm mới thoát ra được cái mép của phò bản. Khi đó, mình đã cố gắng trốn thoát bằng cách sử dụng cờ chớ sau khi hoàn thành nhiệm vụ 1 và 2, đỡ có thể rời khỏi bí cảnh. Nhưng mà lúc đó lại có sự trùng hợp kỳ lạ, ngay trước khi mình chuẩn bị rời khỏi phò bản thì bọn họ đã giết được con quỷ đó và bắt đầu tiến hành rô điểm. Nhắc nhở đó bắt đầu rô điểm cho đạo cụ. Cuộn trục nhiệm vụ thay đổi chức nghiệp của tựa sang tà ma cấp S. Nhắc nhở, điểm của bạn là 100. Nhắc nhở, bạn đã nhận được đạo cụ cuốn trục nhiệm vụ thay đổi chức nghiệp của tựa sang tà ma cấp S. Bọn chúng vì muốn dùng công năng rúa điểm này đã dụ cái đám phá hồi vào bẫy. Cuối cùng, bọn chúng lại mất đi chiến phẩm tốt nhất. Thế là ta được lợi. Đây quả thực là có thứ cố là ông trời có mắt. Vũ sương, khu vực ngoại thành bị cảnh thùng tràn, con đường nhỏ bên ngoài. Cái đám người đó sau đi, đó điên cuồng tìm kiếm mình, khiến cho mình phải rời khỏi vũ sương, tìm kiếm một nơi để sống một lần nữa. Đáng tiếc là, lúc đó không nhìn thấy được biểu cảm của cường ca như thế nào nhỉ? Dân làng đã bị ô nhiễm và đã chết rồi sao? Vậy là có người ở trong bí cảnh rồi. Đáng lẽ thì Trần Nghị Cường ở kiếp trước di chết con quỷ và vượt qua bí cảnh đầu tiên chứ? Thì chắc phải ở khoảng 2 tháng nữa cơ mà nhỉ? Cơ mà không cần phải lo lắng rằng sẽ có người đi trước làm cái gì. Nhưng mà ai có thể phát hiện ra bí cảnh này sớm như vậy cơ chứ? Vũ Sương, khu vực ngoại thành bí cảnh thùng tràn, khu vực trung tâm. Thông báo nhiệm vụ 2 đã hoàn thành và nhận được phần thưởng kinh nghiệm, bạn có thể rời khỏi bí cảnh ở rìa khôn tre. Tốt lắm đó nha, phán đối của trường Long Quỳnh thì đương nhiên là chính xác. Hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 có thể rời khỏi đây. Các anh em đi thôi, lần sau chúng ta sẽ quay lại giết bốt này. Cường ca, có người tiến vào trong này. À mọi người, định đi sao? Vậy thì tôi sẽ tiếp quản bộ này. Các bạn có phiền không? Nhỉ? Không phiền đâu. Cậu có tùy ý. Hóa ra là cường ca. Không ngờ bọn chúng lại phát hiện ra bi cảnh này sớm như vậy. Cậu hãy cẩn thận nhé. Đó là bốt yêu ma cấp 11 đấy. Cảm ơn đã nhắc nhở. Đi từ từ không tiện nhé. Đúng là một con số bò thú vị đấy. Có vẻ như người không sợ ta thì phải. Hay là biết mình sắp chết nên mới bình tĩnh chấp nhận như vậy sao? Tôi chỉ là quên mất sự thật là đã quá lâu rồi. Tôi chưa phải đối mặt với một con liệt mà đơn độc đấy. Với cái đám tà mà cấp thấp như các người, thì ta đều muốn giết sạch cả đấy. Chỉ là một nhân loại còn còn mà người đòi giết ta sao? Chết đi cho ta. Là một thợ săn quỷ trong hàng chục năm này ở kiếp trước, thì tôi đã giết vô số con liệt mà đấy. Mọi hành động và mọi điểm yếu của liệt mà, thì ngay cả hướng của từng gân mạch trên người của nó, mình đều nắm rõ cả. Thông báo đã di chết chiến binh liệt mà của tộc Alice Orendo, bốt cấp 11. Thu được 13.500 điểm kinh nghiệm,
Tôn Bá đã hoàn thành nhiệm vụ bà và nhận được phần thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm và một lọ thuốc huyết mạch Tama Capsule. Cảm giác thật là quen thuộc. Có vẻ như là kỹ năng của mình có mọi suy giảm nhỉ? Cường ca à, tôi đã nhận được phần thưởng tham gia rồi nè. Hồi năm niềm đến kiếm nghiệm và đạo cụ huyết mạch. Tôi cũng lấy được rồi nè. Làm yêu sát ư? Cường ca, hắn ta chẳng lẽ lên đến hấp thụ con bố. Có thử của con bố đâu. Đi thôi, chúng ta đi xem sao. Thông báo bà đã tôn phệ chủng loài đặc biệt, nhận được 350 điểm tiến hóa độc quyền cho virus hắc quang. Thông báo lựa chọn bài trừ gen huyết mạch và thu được 10 lọ huyết mạch Tama thông thường cấp A. Sao các người quay lại thế? Chẳng lẽ muốn được phần chia chiến lợi phẩm sao? Cậu chọc cười tôi đừ. Bốc cuối cùng này là do một mình cậu Di chết. Tôi làm sao có can đảm để đòi chia chiến lợi phẩm cơ chứ? Lời phù ra một cái vế đạo lý rồi. Nhưng mà đáng tiếc là ta đã nhìn được cái bộ mặt thật của nhà ngươi rồi. Chà, con bốt này rất ra không ít đồ tốt nhỉ. Anh nhìn này, thước liệt ma huyết mạch cấp B, ác ma huyết mạch cấp A này. Ui, thậm chí còn có cuốn trục nhiệm vụ chuyện trước tờ sản ác ma cấp S nữa đấy. Anh thực sự không động tâm sao? Cường ca, đây đều là lọ máu mà mọi người vừa lấy được. Nó nói không muốn thì chắc chắn là nó điêu rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng không phải là người không hiểu chuyện. Cậu hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đồ rời rớt đương nhiên phải thuộc về cậu rồi. Nghe cũng hay đấy. Anh đi rồi quay lại, chắc không chỉ là để tới chúc phúc chúc mừng cho tôi đâu nhỉ. Có gì thì cứ nói thẳng. Thực sự cũng không có gì. Chỉ là tiểu đệ muốn làm bạn với anh mà thôi. Muốn hỏi anh đã ở chỗ nào? Bởi vì em trai tôi gần đây đang dọn dẹp vùng ngồi ô phía tây vũ sườn. Sẽ thật tệ nếu như nó vô tình xâm nhập vào địa bàn của đàn anh đây đấy. Ngồi ô phía tây à? Mộng mộng hình như đã ở trong một tiểu khu ở gần phòng thể dục ngồi ô phía tây thì phải. Tên giáo hỏa này tuy bờ ngoài trông rất tử tế, nhưng mà thực chất lại muốn tìm hiểu xem mình đang làm gì trong địa bàn của anh ta. Cậu yên tâm, khu của tôi là ở Giang Thành cơ. Tôi chỉ biết là một phòng tập thể dục ở ngoài ô phía tây vũ sườn thôi. Xem liệu có thể tìm ra được tình hình tích lực của bọn họ ở gần mộng mộng hay không. Chúng tôi mới tiếp quản xong vận động ngồi ô phía tây vài ngày trước. Chắc là bây giờ đang dọn dẹp khu vực xung quanh đó. Với thực lực của anh ở Giang Thành thì chắc có thể là có thế lực không nhỏ nhỉ. Chúng ta kết bạn hỗ trợ cho nhau đi. Đã dọn dẹp phòng tập thể dục rồi sao? Loại người này mà gọi là dọn dẹp thì đây cũng chính là một cách đôi khác cho sự chinh phục và giết chóc mà thôi. Chẳng trách lại không ai biết về mộng mộng kiếp trước cả. Có lẽ cô ấy đã bị những người này dọn dẹp rồi. Thông báo mộng mộng đã gửi tin nhắn. Đây một chút. Sư phụ à, đột nhiên ở tiểu khu của tôi đột nhiên có rất nhiều người tiên hoa tới. Tôi thấy có vẻ như bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó từ nhà này sang nhà khác. Dù thế này thì có họ chỉ sớm tới chỗ tôi đó. Bọn chúng đang dọn dẹp những tàn thị và những người tiên hóa. Đừng đỡ họ vào nhà của cô, tôi sẽ đến đó ngay. Anh thật là... Anh muốn làm cái gì? Chết đi. Tiên hóa tôn phệ nhận được ký ức. Ký ức nhận được những mảnh rất rời rạc. Không thể xác định được chính xác những tiêu khu quốc tế kiềm hủy nơi mà mộng mộng đang sinh sống. Với lại vị trí cụ thể của nhà thi đấu. Mùi mau chạy đi. Có vẻ như vẫn có một vài người sống sót để dẫn đường. Người đã cảnh báo cho mình về con bốt dường như đã biết rất nhiều điều thì phải. Ngồi ở phía tây thành Vũ Sườn, cộng đồng quốc tế Kim Huy, nhà tòa nhà số 16 phòng 1 phòng của Mộng Mộng. Có ai không mới có ra đi. Tôi đếm đến 3.
Và nếu như không có ai đồng ý thì chúng tôi sẽ trực tiếp vào đấy. Nơi này không hòa người cái người, mau đi chỗ khác đi. Nếu như mà cố tình xông vào thì đừng trách tôi không khách khí đâu. Người nè mà, hóa ra là nữ nhân bên trong đấy. Ê cô bé, cô đã nghĩ ra là không khách khí như thế nào chưa? Em gái đừng có lo lắng, chúng chuẩn bị cho tốt đi ha, các anh trai sẽ vào bên trong ngay bây giờ đấy. Cút. Kiếp tiệt, kỹ năng này vẫn còn thời chất nhất định để chống đỡ. Chỉ có hơn một giây thôi mà giọng của mình đã vỡ ra và phần lớn sức lực của mình đã bị can kiệt rồi. Cơ mà bên ngoài bây giờ không có chuyển động gì, với sức mạnh tinh thần lực của mình thì ít nhất cũng đã làm bọn họ bất tỉnh rồi. Các anh em gặp nhau ở tầng 12, tầng 16. Có một cô gái có tự tấn công bằng sức mạnh tinh thần. Mọi người trong đội của chúng tôi đều đã chết hết rồi. Hãy đi đến và bắt cô ta đi. Đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ như vậy thì cô ta không thể sử dụng nó trong một khoảng thời gian ngắn đâu. 10 phút sau,